Đó, kìa, ơi, vậy. Đó, vậy.
bóp cho nó ra. Anh em mình là ăn cơm hồi nãy là lấy sầu quạt rồi mình lấy ra rồi, bữa nay là mình xào với khóm nha. Nãy giờ hết pin, nãy giờ không có quay nãy giờ không có quay được. Sầu quạt ăn với khô cá mối muối nha, muối bỏ thêm miếng đường cho nó lên có màu khác nha. Nên mắm chua nha. Giờ thôi anh em là mình chuẩn bị ăn cơm nha. Cái gì lên mạng được ông chỉnh chưa? Rồi. Có gì chỉnh sao? 3 giờ với nhà cầm sao? Không lên. Nó không lên. Chỉnh đâu vậy?
điện thoại này nó cũ rồi, xài rồi. Đúng rồi. Thôi già kìa, thôi trả nhẫn đây. Xấu già nữa rồi. Thôi già. Thôi già nha. Quải cái chưởng nè. Quải cái quốc ra, chị ra này. Ăn cơm nghe. Ăn cơm, bữa cơm đàn bà. Không không miếng cái xuống ăn cơm hả? Không gì không miếng nha, chứ ăn cơm cho nó ngon. Ai ai ai. Chị Đa nói hay là vợ nói, bà Chị Đa nói.